Hello mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình nha. Thì nay mình mới làm việc sau em ơi, này có uống mấy chai bia. Đây, đang bán được cách đây. Nãy giờ vẫn các bác tích cực quay tay vận may xe đến đúng không? Rồi, mấy người thay kệ. Mấy người thay kệ, đúng rồi. Qua cặp, cầm 6 năm thôi chứ, tì chốt ném bùm sao ấy. Đúng rồi, bắt cái chưa đi có tì chốt. Thì hôm nay mình không có quay vlog nữa anh em ơi. Thì anh em mình nãy có làm clip một tiếng uống mấy chai ngồi làm việc, và bây giờ mình phát hiện ra một vấn đề, đó là mấy nay anh em hay kêu mình tròn lùng mà mình không có dịp tròn. Hôm nay sẵn tiện lùng cũng có uống mấy chai say ngủ anh em. Nãy giờ anh em mình làm thì quay lại để ý nó gáy khò khò luôn. Đây anh em, đấy nó uống hai chai bia vô giờ nằm nó gáy. Giờ mình sẽ thực hiện tròn nó. Do mấy bữa anh em yêu cầu mình á, mà mình không có thời gian làm được, với lại mình không có nghĩ ra cái gì để cho nó. Tại giờ mình làm khuya thì nó cũng say đấy, nó ngủ rồi mới nghĩ ra cách để chôn đó. Là hôm nay mình sẽ nhờ anh Chí về, sẽ cho nó ra ngoài kia nó ngủ, mà lùng nó sống ma anh em. Đấy, xong mình ra mình đóng cái cửa lại, mình tắt điện, bật điện, coi thử phản ứng của nó như thế nào khi nó tỉnh dậy nha anh em. Thảo giờ ra, lấy góc đi. Ra đây lót chỗ cho nó trước rồi đi. Coi thử cái tàu nó còn ngủ gáy nữa không? Ngủ gáy chiếu nấu à. Đây, đây. Ta nằm đây. Hợp lý. Vừa vào đây. Giờ mấy chai bia đây, lúc nãy mình chưa có giọt bia anh em. Giờ là miếng giọt. Đây, ta nằm đây đi. Nằm xuống đây rồi, có vẻ nằm chiếu này. Đó, ok. Giờ mình vô mình đèn nhấp nháy rồi tầm nhấp nháy đâu. Có cách nào mà làm cho 1 2 3 4 5 cái bóng kia nó tắt không? Không thì được nhấp nháy mà tắt được đây. Như này vào nữa thì này đừng để ám nó ra nha. Nhấp tay được sao? Giúp em bây giờ nha, em như anh ấy mình vẫn khiêng lùng ra ngoài kia này. Chứ giờ nó ngủ thế nên mình cũng ngủ được đâu, ra cho nó. Ok không? Ok, để chút ra cho. Được, lột đít bự với anh em. Tủ có tủ cái mặt lại cho nó khỏi thấy ánh sáng mày. Không sao đâu, đây chín đâu. Đủ nó biết cổ đâu. Chạy vô. Một thằng hai đầu. Ê, chín. Gọi vô gọi tiền nữa, cong luôn nè anh em. Kệ. Coi rớt nó nha mày. Coi trúng cái đèo đó. Anh ngồi nó nặng dữ đi. Đèo nó nặng như nghèo ấy. Wow. Đi nha. Nằm ngủ ngon nha. Đi vô. Vô cho nó tỉnh. Đi con ghế. Đem lại. Chút em lùng không mà thở không hên luôn bạn. Chút này, nặng thiệt á. Đấy, nằm lấy ghế mình này nha. Tích điện luôn nhá, đấy. Lùng nó uống hai chai bia vô nó nằm nó ngáy dữ quá. Để bưng ra đây cho ngủ. Cho nó ngủ ra đây cho nó ngáy. Cho uống bia. Giờ này bọn em đang uống mà nó bắt đầu ra nó xin nó kêu không cho rồi mà nó cố gắng nó uống mà. Mà uống hai chai à. Bật điện chấp nháy cho nó. Giờ chờ nó tính nó nè. Thôi giờ mình đi vô chờ nó tính nó đặt cửa rồi mình đi ra. Ok không? Thế giờ tính chờ nó ngủ biết chừng nào. Chúc
Người cháy con điện nuôi chặt. Bây giờ em mở cửa em quấn vô đít hả? Nó dậy liền. Theo đợi chút là nó đập cửa. Đợi chút là đập cửa. Cho con nuôi. Ta thở vô rồi. Rồi. Chào. Sao lại sao lại nằm vậy? Sợ ma quá. Cái gì? Sợ ma quá. Sợ ma là gì bất mình cô gái? Tao tao đang ngủ đây làm vậy? Ai ảnh ra đây vậy? Đi vô nhà ngủ đàng hoàng nhé ông nậu. Đi vô nhà khỏi sợ ma đi. Đi vô. Đi vô. Nó ngủ đây, hay đóng cửa lại. Đi vô đi. Quá chứ sao ở đây ngủ đi. Hả? Sao luôn? Sao đây ngủ với mày? Ma quá. Ma gì được tới đấy mà sao ma? Lùng sao ma thì mà lúc ấy như la hết, đập cửa từ lùng mất luôn. Sợ không? Sợ quá. Sợ nằm ngủ đừng có gáy nữa em. Nghe không? Gáy cửa lên bếp, gáy cái phòng nghe luôn rồi chứ. Ừ, nó gáy chị nói em giống như chi mà nó ngủ bạc ấy, vui chùi. Ok, mình đã cho lùng thành công rồi em ơi. Thì biết lùng này hay sợ ma là mình bỏ nó ra và lấy đường nào nó không sợ. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Thì bữa sau mình sẽ chờ nó ngủ trên mấy cái ấy hơn, trên cái này thấy tàu nó quá đi mày.
giờ muộn rồi nên là giờ nói cổ họng nó khan luôn em ơi. Thôi bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye. Chỗ vắng tiếp cục cây đồ kích.